Trần Quán Hy không đủ tầm chụp ảnh cùng Jennie của Blackpink. Hiểu lầm sâu sắc của cư dân mạng. Gần đây, Jennie của nhóm nhạc Hàn Blackpink đã đăng một bức ảnh chụp cùng Trần Quán Hy, Edison, trên Instagram. Một số cư dân mạng tập trung vào Trần Quán Hy, cho rằng anh đã bị thời gian tàn phá. Tuy nhiên, điều được thảo luận nhiều nhất lại là tại sao Jennie lại đăng ảnh cùng Trần Quán Hy và cho rằng Trần Quán Hy chưa đủ tầm để xuất hiện cùng Jennie. Thực tế, Jennie đã làm đại diện cho dòng giày mới Adidas XLO và việc đăng bức ảnh này cũng chẳng có gì sai, nhưng bức ảnh vẫn gây nhiều tranh luận. Một số cư dân mạng cho rằng Trần Quán Hy chỉ là một rapper, ca sĩ, diễn viên hết thời của Hồng Kông và từ khi chuyển đến Mỹ, anh hầu như không có tác phẩm nào mới. Nếu so sánh số lượng người theo dõi trên Instagram, Jennie của Blackpink với gần 85 triệu người theo dõi hoàn toàn vượt xa Trần Quán Hy chỉ với 3,4 triệu người theo dõi. Jennie là một thần tượng nữ nổi tiếng hiện nay, trong khi Trần Quán Hy chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng ở khu vực châu Á. Tuy nhiên, những cư dân mạng có suy nghĩ này đã bỏ qua một yếu tố quan trọng. Thực tế, từ khi Trần Quán Hy sáng lập thương hiệu GLO, vị thế của anh đã dần tách khỏi danh phận nghệ sĩ và trở thành một người sáng tạo xu hướng. Anh đã thành lập thương hiệu GLO vào năm 2003 và mở cửa hàng Juice tại Hồng Kông, chuyên bán các sản phẩm của thương hiệu mình hoặc hợp tác với các thương hiệu khác. So với các nhãn hiệu thời trang trên thị trường, GLO đi theo hướng thời trang đường phố. Trước đây, GLO đã từng hợp tác với Levi's, Pepsi, Bandai, Lacoste và nhiều lần hợp tác với Nike và Adidas để ra mắt các sản phẩm giày dép. Ví dụ, đôi Adidas Original B Edison Chen Clock Gazelle mà Jennie của Blackpink đang mang chính là một trong số đó. Trước đó, đôi Clock Superstar B Edison Chen và đôi giày Nike X Clock Tai Chi cũng là những sản phẩm nổi bật của Trần Quán Hy. Ngoài ra, Trần Quán Hy còn có mối quan hệ rộng rãi trong giới thời trang với những người như ông trùm thời trang Nhật Bản Hiroshi Fujiwa và người sáng lập Yeezy Kanye West. Nếu chỉ dựa vào các tác phẩm trong ngành giải trí để đánh giá Trần Quán Hy không bằng Jennie thì thật là thiển cận. Quan trọng nhất, Trần Quán Hy đã tạo dựng được vị thế trong ngành thời trang và đã vượt qua danh phận nghệ sĩ, ca sĩ. Việc so sánh anh với Jennie của Blackpink là hoàn toàn không phù hợp. Ông Bích Hà bị chỉ trích phải chịu khó sau khi kết hôn với chồng tỷ phú. Được mệnh danh là đá kỷ đẹp nhất, ông Bích Hà năm nay đã 57 tuổi, kết hôn với tỷ phú Hà Tổ Quang, nhưng sau khi kết hôn cô vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân. Ngoài việc bận rộn quảng bá bộ phim mới Nàng Tiên Cá Đảo Dối, cô còn thiết kế các mẫu mới cho thương hiệu thời trang của mình. Gần đây, ông Bích Hà dẫn dắt thương hiệu của mình livestream trên Douyin tại Trung Quốc, chỉ trong vài giờ đã đạt doanh số hơn 7 triệu nhân dân tệ, cho thấy khả năng kiếm tiền mạnh mẽ của cô. Gần đây, ông Bích Hà chia sẻ video nói về kinh nghiệm của mình khi là phụ nữ trên 50 tuổi. Cô cho rằng phụ nữ 30 tuổi mới bắt đầu có sự nghiệp cá nhân và qua thời gian tích lũy kinh nghiệm, vì vậy cô nghĩ 30 tuổi mới là thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, giống như cô đã tạo ra tác phẩm kinh điển phong thần bản khi 35 tuổi. Cô nhấn mạnh phụ nữ phải sống tự tin, thoải mái, không cần lo lắng về tuổi tác. Cô nói, như tôi bây giờ đã hơn 50 rồi, tôi không thay đổi bản thân vì tuổi tác. Ông Bích Hà cũng chia sẻ rằng sau khi kết hôn, có người không hiểu tại sao cô vẫn phải làm việc vất vả. Cô nói, nhiều người nói, bạn đã kết hôn rồi, bạn không cần ra ngoài làm việc nữa, tại sao bạn phải khổ sở như vậy? Sau đó tôi nghĩ, tại sao tôi phải phụ thuộc vào người khác? Tại sao tôi không làm những điều mình thích? Tôi thích diễn xuất từ nhỏ, tại sao tôi phải thay đổi? Đôi khi có người chỉ trích ông Bích Hà lớn tuổi rồi mà vẫn thích mặc đồ gợi cảm. Cô nhấn mạnh trong video, không bị ràng buộc bởi tuổi tác, mặc đồ tự do. Cô còn nói, tôi phải mặc vest sao? Không cần thiết đâu. Lưu Gia Linh 58 tuổi trang điểm trước khi chạy bộ, cư dân mạng khen ngợi là mỹ nhân không tuổi. Lưu Gia Linh, 58 tuổi, luôn được khen ngợi là mỹ nhân không tuổi, hoàn toàn không lộ dấu hiệu tuổi tác thật. Cô đam mê chạy bộ và từng bị chụp ảnh với mặt mộc trên đường phố, khiến cư dân mạng bất ngờ về nhan sắc thật của cô. Gần đây, Lưu Gia Linh cùng chồng là Lương Triều Vĩ đi du lịch Nhật Bản. Sau khi cặp đôi ngọt ngào khoe ảnh chung, Gia Linh đã tự mình đi chạy bộ. Rút kinh nghiệm từ lần bị chê vì mặt mộc, lần này cô trang điểm nhẹ trước khi ra ngoài và đăng nhiều ảnh tự sướng. Ngay lập tức,
Cư dân mạng khen ngợi làn da căng mịn và trạng thái tươi trẻ của cô. Lưu Gia Linh và Lương Triều Vĩ thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào, khiến nhiều người vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Gần đây, hai người đi du lịch Nhật Bản, nhưng cô vẫn dành thời gian riêng để chạy bộ. Hôm đó, cô đội mũ lưỡi trai, quàng khăn và trang điểm nhẹ nhàng để chụp ảnh tự sướng. Vẻ ngoài rạng rỡ của Gia Linh sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng, cho rằng làn da cô mịn màng và rất đẹp, khác hẳn so với lần xuất hiện mặt mộc trước đây. Lưu Gia Linh dễ dàng lấy lại danh tiếng chỉ với vài bước đơn giản. Lưu Gia Linh 58 tuổi gặp mưa lớn khi chạy bộ, không ngại lộ mặt mộc thật. Lưu Gia Linh, 58 tuổi, thường xuyên thể hiện tình cảm ngọt ngào với chồng là Lương Triều Vĩ, khiến nhiều người vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cô vẫn dành thời gian riêng cho bản thân, đặc biệt là khi Lương Triều Vĩ bận rộn với công việc. Cô thường đi leo núi hoặc chạy bộ và thường xuyên bị bắt gặp đi leo núi cùng Châu Nhuận Phát. Là ngôi sao nổi tiếng nhiều năm, cô đã bỏ qua gánh nặng hình tượng và thường xuất hiện với mặt mộc khi chạy bộ. Khi được người hâm mộ nhận ra, cô vẫn vui vẻ chụp ảnh chung. Gần đây, khi Lưu Gia Linh ra ngoài chạy bộ, cô gặp phải mưa lớn. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không bận tâm và vẫn tận hưởng việc chạy dưới mưa, cảm thấy thoải mái và yên tĩnh. Niềm vui của một ngôi sao cũng đơn giản như thế. Châu Tinh Trì vì một động tác mà chửi thề, Cốc Đức Chiêu cấm trêu chọc Lưu Gia Linh. Chương trình đạo diễn, môn 2 của VTUB do Trần Vịnh Thâm và Hoàng Kỳ Lâm dẫn dắt, mỗi tập đều mời hai đạo diễn từ các thế hệ khác nhau làm khách mời. Tập mới nhất có sự tham gia của Cốc Đức Chiêu và Trần Mậu Hiền, chia sẻ cảm nhận về việc làm phim hài và cách quay phim hài, trong đó có một phần kể về những giai thoại và lựa chọn diễn viên trong phim Đại Nội Mật Thám 007. Trần Vịnh Thâm nhận thấy rằng các phim của đạo diễn Cốc như Đại Nội Mật Thám 007, Chiếc Chai Thủy Tinh, Cưới Một Người Giàu đều có những tình tiết tình yêu ngọt ngào. Trong Đại Nội Mật Thám 007, Châu Tinh Trì và Lưu Gia Linh là một đôi vô cùng ân ái. Đạo diễn Cốc giải thích, tôi luôn thích tình nhân hoặc vợ cũng là người bạn tốt nhất của mình. Dù sau này tôi làm phim Thần Kỳ Hiệp Lữ cũng giữ nguyên câu nói này, rằng người tôi yêu nhất cũng là người bạn thân nhất của tôi. Vì vậy, tôi và Châu Tinh Trì đã thống nhất không trêu chọc vợ trong phim và bảo vệ tình cảm này. Ông cấm Châu Tinh Trì trêu chọc vợ trong phim. Cốc Đức Chiêu cũng tiết lộ rằng kết thúc ban đầu không phải là phiên bản đã ra mắt, nhưng kết thúc đó rõ ràng không đủ mạnh. May mắn thay, lúc đó ông đọc được một bài phê bình cho rằng diễn xuất của Châu Tinh Trì hơi khoa trương, nên ông đã đùa với Châu Tinh Trì về điều đó. Tôi cầm về cười anh ấy, rằng diễn xuất hơi khoa trương, vậy thì sao không biến toàn bộ thành một trò chơi? Vua vô song thực ra là cầm thao. Tôi phát hiện không ai quan tâm, toàn bộ câu chuyện kết nối lại thành một màn lừa đảo, nên cuối cùng giành được giải kim tượng. Ông còn đặc biệt phân tích một cảnh Châu Tinh Trì và Lưu Gia Linh đánh nhau, chỉ ra rằng cảnh đó kết hợp với môn võ thuật mới nổi thời đó là Jiu-Jitsu. Tuy nhiên, đạo diễn võ thuật cho rằng cảnh hai người nằm trên đất không hấp dẫn, nên Cốc Đức Chiêu đích thân diễn cùng Châu Tinh Trì để Lưu Gia Linh xem, toàn bộ cảnh đó là tôi và Châu Tinh Trì làm trên đất cho Lưu Gia Linh xem. Lưu Gia Linh rất lo lắng, hàng ngày trang điểm đến mức không nhận ra ai là ai. Có một cảnh đập đầu, Lưu Gia Linh bẻ gãy tay chồng, Châu Tinh Trì bất lực đập đầu xuống đất. Anh ấy hỏi tôi cảm thấy cái nào tốt hơn, kết quả tôi khiến Châu Tinh Trì chửi thề, anh nhìn cái màn hình xem, cái nào buồn cười hơn. Anh ấy làm một cái theo kiểu bum bum bum, tôi bảo anh ấy làm lại đúng cái không lọc màn hình. Anh ấy nói, này, đau ít lắm đấy. Vì cần phải mạnh thì mới có lực phản hồi, anh ấy nói, anh ghi lại được không lần này. Tôi nói xin lỗi, cuối cùng chọn phiên bản đó. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.